Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thượng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa con trông cây vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phước đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Sông mới chiếu sáng tuyệt vời. Alleluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời và mau thanh xóa hết tội đời. Alleluia. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh cho nhân thế muôn đời sống trong ân tình. Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sông mới chiếu sáng tuyệt vời. Alleluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời và mau thanh xóa hết tội đời. Alleluia. Sương sông đã khai nguyên trong những thương đau, ơn thiêng đã khơi nguồn giữa bao khổ sầu. Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sông mới chiếu sáng tuyệt vời. Alleluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời và mau thanh xóa hết tội đời. Alleluia. Những dân cha và con và Thánh Thần. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, sáng hôm nay hiệp thông với toàn thể hội thánh, chúng ta hân hoan mừng mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Biến cố phục sinh của Đức Kitô là một chân lý đức tin nền tảng và cao cả nhất của người Kitô hữu. Cử hành đại lễ phục sinh hôm nay, chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ vì tình yêu vô biên Chúa đã ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta và cho tất cả những ai đang vất vả lo âu biết đặt niềm tin vào Chúa phục sinh. Và cũng trong thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Teresa, Anna nhân dịp lễ dỗ, cầu cho các linh hồn Tito, Lucia, Anna, Pedro, các linh hồn trong gia đình, các đẳng linh hồn và xin ơn đền tội. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận những lỗi lầm, những thiếu sót để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, hòa bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa
xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cô-nê-li-ô ở Cê-gia-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê. Sau phép rửa của ông Gio-an rao giảng, quý vị biết rõ Đức Giê-xu xuất thân từ Na-za-rét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người. Sau khi người từ cõi chết sống lại, người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hỷ hoan vui mừng. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hỷ hoan vui mừng. Chúc tụng Chúa vì người nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Yên cho em hãy nói lên rằng
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hoan vui mừng. Cánh tay Chúa vận dụng uy lực, kìa là cánh hữu người vùng cao, thoát vong thân và sống loan truyền sự nghiệp Chúa chót cả đời tôi. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hoan vui mừng. Đó viên đá thở nê đã loại, lại thành đá góc tường rồi đây. Đó chính công trình Chúa đã làm, kỳ diệu trước mắt mọi phàm nhân. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hy hoan vui mừng. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã trượt trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Kitô hoàn toàn vô tội đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha. Từ đây sum họp một nhà cha con, xin mời cùng tử vong an chiên. Cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ, Chúa sự sống đã chết đi, giờ đây hằng sống trị vì oai linh. Maria hỡi, xin thuật lại, trên đường đi đã thấy gì cô? Thấy mộ trong Đức Kitô, phùng sinh vinh hiển thiên thu khải hoàng. Thấy thiên sư chân nhân hiện hiện, y phục và khăn liệm rời. Giêsu vòng của tôi sẽ đón các ngài tại xứ Galin. Chúng tôi vẫn niềm tin sắt đá, Đức Kitô thật đã phùng sinh, tâu vua chiến thắng hiển vinh. Đoàn con xin Chúa dụ tình xót thương. Alleluia, Alleluia. Chiến vượt qua của chúng ta là Đức Kitô. Vậy chúng ta hãy mừng lên trong Chúa. Chúa
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và các môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cùng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Kitô phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng ngày Đức Kitô phục sinh. Đây là một mầu nhiệm lớn lao, làm nền tảng cho đức tin của chúng ta. Tin vào Chúa phục sinh là cả một chặng đường dài đầy thử thách trong cuộc sống của người Kitô hữu hôm nay. Vậy để củng cố cho niềm tin này, chúng ta hãy dừng lại ít phút để tìm hiểu lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Bài Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta về một ngôi mộ trống, về một người phụ nữ tên là Maria Magdalena, về hai môn đệ là Phêrô và Gioan. Họ là những nhân chứng của một sự kiện chưa từng thấy, một sự kiện không thể giải thích và không thể hiểu được. Đó là Chúa Giêsu đã sống lại. Đối diện với mầu nhiệm trọng đại này, chúng ta hãy khám phá thái độ của ba nhân vật trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là đáng tin, và nó được chấp nhận bởi những người có niềm tin, có niềm hy vọng và lòng yêu mến. Đó là những nhân đức cần thiết cho các Kitô hữu để tuyên xưng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Trước hết với bà Maria Magdalena. Bà đến mộ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bất chấp bóng tối và nỗi sợ hãi. Bà đến để ướp xác Chúa Giêsu, để tưởng nhớ đến người đã yêu thương bà và đã làm cho cuộc sống của bà thay đổi. Nhờ tình yêu sâu xa với thầy của mình mà bà đã khám phá ngôi mộ trống trước tiên.
Thưa anh chị em, bà Maria là mẫu người đại diện cho chúng ta hôm nay. Bởi vì bà luôn trung thành với lời dạy của Chúa Giêsu, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Chính bà dạy chúng ta phải yêu, phải tin vào tình yêu, phải kiên trì yêu bất cứ điều gì xảy ra, ngay cả khi tình yêu trở nên khó khăn và tuyệt vọng, dù ngay cả trong cơn đại dịch Covid-19 đầy nguy hiểm mà thế giới chúng ta đang phải đối diện. Chúng ta hãy bắt chước bà Maria, người đã yêu mến Thầy Giêsu một cách mãnh liệt. Và bà đã nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Sự phục sinh của Chúa Giêsu chính là sự chiến thắng của tình yêu trên hận thù, trên sự chết và trên sự dữ. Kể từ buổi sáng phục sinh, chúng ta tin chắc rằng một ngày nào đó tình yêu sẽ ngự trị trong tất cả mọi tâm hồn. Và đối với chúng ta là những người đã được sống lại với Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã nói trong bài thư gửi tín hữu Côlôse, thì toàn bộ đời sống của chúng ta phải là một câu trả lời cho tình yêu của Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu mọi người như anh em, đồng thời phải biết tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng tìm những gì thuộc hạ giới. Kể đến với tông đồ Gioan. Gioan là người môn đệ được Chúa yêu mến và là người mà Chúa đã trao phó mẹ Maria khi đứng bên thập giá. Và theo trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, Gioan với tất cả sự hăng say của tuổi trẻ đã chạy nhanh hơn Phêrô và đã đến mộ trước Phêrô. Tin mừng cho chúng ta biết rằng khi Gioan bước vào ngôi mộ, ông đã thấy và ông đã tin. Thấy và tin thể hiện khuôn mặt đích thực của Gioan, là hình ảnh của một người tin, là người đại diện cho chúng ta. Và chúng ta có thể đặt câu hỏi là Gioan đã thấy gì? Tin mừng trả lời, ông thấy những tấm băng vải còn ở đó. Và một câu hỏi khác nữa là Gioan nhìn thấy ai? Câu trả lời chính xác là ông không nhìn thấy ai cả, ngoại trừ ngôi mộ trống. Nhưng tất cả những điều đó đủ để ông tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Ông đã không cần bằng chứng cụ thể bên ngoài. Ông cũng không cần phải nhìn để tin. Ông hoàn toàn trái với Thánh Thomas tông đồ, người đã yêu cầu phải thấy, phải sờ mới tin. Đức tin của Gioan là đức tin ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, các thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đức tin của Gioan là một đức tin đầy xác tín. Người không còn ở đây, vì người đã trỗi dậy như lời người đã nói. Người đã trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa không sai lời và cũng không thể sai lời với con người.
Vì vậy mà Thánh Gioan đã thể hiện niềm tin của mình dựa trên niềm tin vào lời phát ra từ miệng Thiên Chúa, và không trở lại với nó mà không có kết quả, mà không hoàn thành sứ mệnh của nó. Thưa anh chị em, lời Chúa xin hiệu quả đối với những người đặt niềm tin vào Chúa Kitô. Vì thế niềm tin vào Chúa Phục Sinh sẽ thắp sáng tất cả cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta, như Thánh Phaolô đã xác quyết. Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi thật trống rỗng, và niềm tin của anh em trở thành một việc luống công vô ích. Như thế chúng ta là những người dại dột hơn ai hết. Và cuối cùng với tông đồ Phêrô. Phêrô là trưởng nhóm tông đồ, và trong câu chuyện tin mừng hôm nay, ông là người cuối cùng đến mộ. Và khi đến mộ, chắc chắn Phêrô vẫn nhận thức rằng mình đã chối thầy 3 lần. Nhưng mà Phêrô đã không tuyệt vọng về lòng thương xót của Chúa. Ông không giống như Giuđa đã thất vọng và treo cổ tự tử. Trong sâu thẳm của tâm hồn, Phêrô đã thầm thỉ cầu nguyện, vẫn đặt trọn niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa. Do đó vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, trước ngôi mộ trống, mặc dầu không còn gì để trông cậy, nhưng ông vẫn trông cậy và ông vẫn tin. Và niềm hy vọng của Phêrô đã được Chúa Giêsu nhìn đến khi Ngài hoàn toàn tin tưởng trao phó nhiệm vụ chăn dắt cho Phêrô tại biển hồ Tiberia: hãy chăn dắt chiên của Thầy. Rồi trước đám đông trong ngày lễ ngũ tuần, chính Phêrô đã lên tiếng kêu mời mọi người hãy đặt niềm hy vọng vào Chúa Giêsu phục sinh. Bởi vì ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ. Vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Và trong bài đọc thứ nhất cũng lặp lại niềm hy vọng phục sinh này. Và đó là lý do tại sao Thánh Phêrô là khuôn mặt của niềm hy vọng nơi chúng ta. Anh chị em thân mến, biến cố phục sinh đã thay đổi hoàn toàn đời sống các môn đệ. Và không một khó khăn nào cản trở được niềm tin của các ngài vào Đức Kitô phục sinh. Cho dù bao nhiêu lần bị đói khát, bị đánh đòn và tù đày, nếu sự phục sinh của Chúa Giêsu thật cần thiết cho các môn đệ, thì sự phục sinh của Chúa cũng thật cần thiết cho cuộc sống hôm nay của nhân loại, của mỗi người chúng ta đang sống một cuộc sống còn nhiều khó khăn, đau khổ, chết chóc, bệnh tật, và nhất là đang sống trong thời kỳ đại dịch nguy hiểm này. Những lúc đó chúng ta cần phải có tình yêu mãnh liệt như Maria Magdalena, cần có sự nhạy cảm như Gioan để nhận ra đấng phục sinh, và dám tin tưởng đặt hy vọng vào Đức Kitô, đứng là niềm hy vọng như Thánh Phêrô.
Chúa Kitô phục sinh đã khai mở một thế giới mới, một thế giới của công bình và bác ái, của quan lạc và bình an, đã khai mở một nhân loại mới, trong đó mọi người là anh em. Ước gì niềm vui phục sinh sẽ biến đổi chúng ta thành con người mới. Trong thánh lễ này, chúng ta nguyện xin Chúa là đấng phục sinh từ cõi chết ban cho chúng ta niềm tin, yêu, hy vọng, để chúng ta biết nhìn thấy quyền năng sống lại của Thiên Chúa trong các cơn thử thách, trong những âu lo của con người, để chúng ta luôn sống và tuyên xưng niềm tin Chúa đã sống lại thật. Alleluia, Alleluia. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống hài sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nàng lời quán phong Si-ô thì là tổ chiều đấu nên vào thánh gia chết và tăng xa xuống hồng tổ tông. Ngày thứ ba với chồng kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống và xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở trong thế này, các thánh công cao. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xa loài người sẽ sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô phục sinh đã chiến thắng sự dữ và sự chết, cùng đang hiện diện bên cạnh chúng ta. Trong niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa phục sinh, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin. Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân. Xin Chúa cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong hội thánh được đầy ơn Chúa Thánh Thần, luôn có nhiều sáng kiến loan báo tin mừng phục sinh cho con người hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Bà Maria Magdalena đi đến mộ và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh biết tiếp cận bối cảnh của đại dịch bằng đôi mắt đức tin, để kiên vững và không ngừng kêu cầu Chúa thương chữa lành. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ông thấy và ông tin. Xin Chúa
phục sinh cho con người trên thế giới hôm nay đang phải đối diện với dịch bệnh, đau khổ và sự chết, được vững tin vào Chúa phục sinh để cùng nhau vượt qua chặng đường khó khăn này. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời. Xin Chúa cho mọi người, đặc biệt là những anh chị em đang gian khổ khi đối diện với dịch bệnh, biết kết hợp với Đức, với Đấng phục sinh mà can đảm vác thánh giá theo Chúa hằng ngày. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin đón nhận những lời khẩn cầu tha thiết của chúng con và ban nhiều ân lành giúp chúng con vững tin vào Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Xin dâng lên Chúa muôn lời cảm ơn, với bánh miên thơm, với rượu nhỏ lành. Xin dâng lên Chúa kiếp người sâu thương. Chúa đã cho con phúc lộc thiên đường. Hoa cùng chân thế hát lên mừng Ngài toàn thân, từ thân tròn một tình mẹ sáng son. Hoa cùng chân thế hát lên mừng Ngài, Ngài đã hiển vinh, đã cho muôn đời sống. Xin dâng lên Chúa xác hồn đổi mới. Chúa đã cho con sống lại muôn đời. Xin dâng lên Chúa ân tình nở hoa. Ước muốn trong con trao Ngài tất cả. Hoa cùng chân thế hát lên mừng Ngài toàn thân, tự thân tròn một tình mẹ sáng son. Hoa cùng chân thế hát lên mừng Ngài, Ngài đã hiển vinh, đã cho muôn đời sống an bình. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Vâng là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cả đạo mình, trời đất đầy vinh hoàng Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúng tôn ngưỡng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tiên. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sông, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng.
đầy chiên Thiên Chúa, đầy đơn xoa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Đức Kitô đã chịu sa tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta, vậy chúng ta hãy dùng bánh không men là lòng chân thật và tinh tuyền để ăn mừng đại lễ. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chi Thánh, chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa, xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới, cũng như trên đất nước chúng con. Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế ơn khôn ngoan và can đảm tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời. Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn, để hội thánh được thấy Ngài sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, Alleluia. Ta ơn
Chúa này thực đã phục sinh. Alleluia, Alleluia. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Alleluia, Alleluia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi. Chúa này thực đã phục sinh. Alleluia, Alleluia. Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Alleluia, Alleluia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi. Chúa này thực đã phục sinh. Alleluia, Alleluia. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sang lan. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.